Vong Nhi là một bộ phim tuy không sôi động, lôi cuốn nhưng đặc biệt nó ý nghĩa, mang tính thực tế và có vô vàn thông điệp muốn gửi gắm cho xã hội, đặc biệt là giới trẻ ngày nay. Nhưng bên cạnh đó, phim lại nhận không ít những quan điểm trái chiều như là má tưởng phim ma nhưng lại không có ma, kỳ xảo thì chưa tới, diễn viên thì toàn đóng kịch, nhiều tuyến nhân vật quá. Và thực hư như thế nào thì cùng nhau làm rõ nhé. Và mình là Nobi Hàng. Đầu tiên là nội dung, phim sẽ kể về một cặp vợ chồng hiếm muộn, luôn khao khát có con và nhân dịp ngày kỷ niệm, người chồng mua cho vợ một con búp bê biết nói và cứ thế những sự kiện kỳ lạ cứ diễn ra trong ngôi nhà sau đó. Nhưng trước đó thì người vợ đã dẫn cô em họ đi phá thai vì cô em đang còn là sinh viên và cộng thêm việc con búp bê biết nói, tâm lý khi người vợ mang bầu nữa thì những hình ảnh ghê rợn cứ xuất hiện trong đầu cô. Nội dung tuy rất là đơn giản nhưng nó lại đánh vào tâm lý chung của đại đa số mọi người, đặc biệt là phụ nữ, khi họ sẽ đồng cảm được với các nhân vật trong phim. Như nhân vật em họ thì nhiều bạn gái bây giờ khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường hoặc đang là sinh viên, do không kiểm soát được bản thân và tin vào bạn trai mù quáng để rồi mang bầu và đối diện với nguy cơ làm mẹ, họ sợ chứ, họ lo lắng chứ. Và việc phá thai không ít thì nhiều sẽ luẩn quẩn đâu đó trong đầu của các cô gái tuổi đôi mươi khi họ nghĩ tới là làm cách nào bây giờ. Còn nhân vật chính, chị Lê Phương, thì những người đã và đang làm mẹ hoặc muốn có con thì sẽ đồng cảm được với nhân vật này, mệt mỏi, stress khi mang bầu, khao khát có con khi nhìn đâu cũng là trẻ nhỏ. Mình thấy phim còn cái màu, cái nét của phim truyền hình dài tập, nhưng điều đó cũng dễ hiểu thôi. Khi đạo diễn muốn khai thác sâu vào tâm lý nhân vật bằng lời nói, hành động nên đâm ra lời thoại còn hơi sắc vỡ. Còn về kỹ xảo, thì mình phải công nhận là kỹ xảo nó chưa tới. Và nhiều bạn thích mà thể loại kinh dị, hồi hộp, kịch tính thì phim sẽ làm bạn thất vọng. Bên cạnh đó, đạo diễn còn chèn vào một tuyến nhân vật, đó là chị Nhật Kim Anh, không liên quan lắm tới mặt phim, dần đến sẽ lê thê và người xem sẽ không cảm nhận được sự đồng cảm đồng đều giữa các nhân vật. Nhưng cho dù bạn thích hay là không thích phim này đi chăng nữa thì chúng ta phải công nhận một điều, đó là về phần ý nghĩa thì nó đã làm quá tốt và cho ta rất nhiều góc nhìn, khía cạnh, đôi khi là sự mâu thuẫn trong suy nghĩ của từng nhân vật trong phim. Như chị Lê Phương, cái khao khát muốn có con khi đến tuổi nó mãnh liệt và luôn nung nấu trong đầu, nhưng một sự thật rất mâu thuẫn đó là chính chị lại là người dẫn em họ đi phá thai, người muốn có thai lại là dẫn một người khác đi phá thai. Chính điều này đã tạo nên sự mâu thuẫn trong nhân vật và nó cũng là nguyên nhân chính khiến sự ám ảnh về Vong Nhi của nhân vật này ngày càng tăng cao. Còn nhân vật em gái cứ tưởng rằng phá thai sẽ là biện pháp khiến cô gái trở lại với cuộc sống thường nhật, nhưng không, chính việc đó lại khiến cô gái ám ảnh và trầm cảm hơn, chỉ với một suy nghĩ nhỏ nhặt là chỉ là cái bào thai thôi mà, con nhỏ mà. Nhưng bào thai đó, sinh linh đó vẫn sẽ có linh hồn và có quyền được sống, lớn lên và trải nghiệm. Tước đoạt đi mạng sống đó chẳng khác gì ta đang giết một đứa trẻ, một sinh linh chưa thấy được tia nắng của mặt trời, chưa nhìn thấy người đã tạo ra mình và chưa được cất tiếng khóc của chính sinh linh đó. Và rất nhiều bạn trẻ ngày nay cứ nghĩ rằng là nạo phá thai sẽ là biện pháp, nhưng đó chỉ là biện minh cho việc là bạn không dám đối diện với sự thật, bao che cho lỗi lầm và bỏ qua mặt đạo đức, dám tước đoạt đi một mạng sống dù đó chính là những gì mà bạn tạo ra. Và nếu sự hối hận của người phá thai là một, thì những người lương y, bác sĩ trực tiếp cắt bỏ bào thai đó thì sự hối hận sẽ phải nhân lên cả trăm lần. Còn gì đau đớn hơn khi mỗi ngày, mỗi tháng phải nhìn những sinh linh bé nhỏ chưa biết được thế giới này ra sao mà đã vĩnh viễn không còn thấy được những người tạo ra nó. Sự đấu tranh tư tưởng nhân vật của chị Nhật Kim Anh là có, nhưng nếu chỉ dừng đến đây và đừng kể thêm câu chuyện của nhân vật bác sĩ thì nó sẽ dễ đồng cảm hơn và còn đẩy mặt cảm xúc của khán giả lên cao hơn nữa. Còn nhân vật của cô Hạnh Thúy thì thực sự nhân vật của cô là sự kết nối với tất cả mọi thứ ở trong phim. Kết nối giữa người thật với những vong nhi bé bỏng, cô sẽ vào vai truyền đạt những gì mà sinh linh đó muốn nói với những người đã tạo ra nó. Thật sự phim để mà nói thì cao trào thì là ở đoạn cuối, thì bao nhiêu cảm xúc nó đều dồn về cảnh cuối, từ plot twist, nhạc phim, hình ảnh rất là mơ màng và làm cho ta cuốn vào những cảnh vật ấy như là MV ca nhạc vậy. Đưa ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và làm cho chúng ta rút ra được rất nhiều bài học ý nghĩa và triết lý, gieo nhân nào gặp quả đó được khắc họa rất rõ nét. Tóm lại, phim Vong Nhi là một bộ phim ý nghĩa, nhân văn mà ngày đầu năm ta nên đi xem để hiểu hơn về thực trạng cần được lên án và phê phán về nạn nạo phá thai. Qua đó nó cũng là lời cảnh tỉnh cho những bạn trẻ đã và đang còn có những cái suy nghĩ xem thường hay chọn cách phá thai là biện pháp. Phải có sự can thiệp của người lớn và bác sĩ đủ tâm, đủ tầm để khuyên răng và đưa ra những lời khuyên hữu hụ nhất cho những người trẻ. Tôi chấm phim này 8/10 và tôi là Nobi Hàng, like và sub cho tôi nhé.